Xin chào mọi người. 안녕하세요, 여러분. 전 한우 아카데미 베트남어 대표 강사 강림이라고 합니다. Khi chúng ta học bất kỳ một ngoại ngữ nào đó, chắc hẳn các bạn hay gặp những từ dễ nhầm lẫn, phải không ạ? 외국어 배우실 때 헷갈리는 단어 많이 나는 거겠죠? 베트남 말도 헷갈리는 단어 있긴 한데 그 중에서 썸, 헷, 깨툭라는 단어들이 있는데요. 오늘 영상에서는 썸, 헷, 깨툭라는 단어들은 어떻게 잘 활용하는지 그리고 어떤 차이점이 있는지 저와 함께 알아볼게요. 자, 지금 시작할게요. Đầu tiên, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về xong. 지금은 xong에 대해서 알아볼게요. Bây giờ, mời các bạn nhìn vào ví dụ như xong. 예시 보세요. Anh ăn xong chưa? Anh ăn xong rồi. Xong biểu thị sự hoàn thành của hành động. Xong은 행동의 완료를 나타내는 거예요. Chúng ta có mẫu câu như sau. 이런 패턴이 있어요. 동사 xong, làm xong, học xong, ăn xong. 주어 đã, 동사 xong chưa. 뭐뭐 마쳤어요? 긍정 대답은 rồi. 주어 đã, 동사 xong rồi. 뭐뭐 마쳤어요? 부정은 chưa. 주어 chưa, 동사 xong. 뭐뭐 아직 안 마쳤어요. 지금 예시 볼게요. Chị đã làm báo cáo xong chưa? Chị làm báo cáo xong rồi. Em làm bài tập về nhà xong chưa? Chưa ạ, khó quá ạ. Xong cũng có thể đi với sắp hoặc sẽ. Xong은 sắp 나 sẽ 같이 사용할 수 있습니다. Chúng ta sẽ cùng xem ví dụ như sau. 예시 계속 볼게요. Khi nào chú sẽ sửa xong máy tính ạ? Sắp xong rồi. Sắp xong việc chưa anh? Sắp xong rồi. Hôm nay mấy giờ anh sẽ học xong? 5 giờ anh sẽ học xong. Chúng ta đã cùng tìm hiểu về từ xong. Bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về hết. 지금 hết에 대해서 알아볼게요. 첫 번째 패턴은 hết 명사. Hết biểu thị sự không còn nữa sau một quá trình tiêu hao, mất dần, mất đi một khoảng, một lượng. 여기서 hết 명사라는 패턴은 명사 떨어졌다라는 뜻이에요. Chúng ta sẽ cùng xem ví dụ như sau. 지금 예시 계속 볼게요. Anh hết tiền rồi. Em cho anh mượn tiền nhé. Sữa này không uống được nữa. Hết hạn sử dụng rồi. Nhà hết hoa quả rồi. Tí nữa chị đi chợ nhé. 두 번째 패턴은 동사 hết. Mẫu câu 동사 hết. Mẫu câu động từ hết biểu thị sự hoàn thành về một lượng. 동사 hết라는 패턴은 어떤 수량은 완성한다는 뜻이에요. Mời các bạn xem ví dụ như sau. 예시 계속 볼게요. Em ăn hết pizza rồi. Chị ấy uống hết nước cam rồi. Anh hiểu hết chưa ạ? Ừ, anh hiểu hết rồi. Các em làm hết bài tập về nhà chưa? Vâng, chúng em làm hết bài tập rồi ạ. Chị ơi, còn táo không ạ? Không, chị bán hết rồi. Ngày mai quay lại nhé. Mẫu câu thứ ba là hết với động từ và tính từ. Sẽ còn chiếc pattern은 hết 동사 아니면 형용사. Mẫu câu này được dùng để biểu thị sự kết thúc,
không còn tiếp tục tiếp diễn một hoạt động, tính chất hay trạng thái nào đó. 이 패턴은 행동이 더 이상 계속되지 않는 걸 나타내는 거예요. 뭐 các bạn xem ví dụ như sau. Hôm nay hết lạnh rồi. Chị ấy chưa hết buồn. Em ấy hết khóc rồi. Trời hết mưa chưa? Rồi, trời hết mưa rồi. Chúng ta sẽ cùng xem một số trường hợp khác. 다른 예시 계속 볼게요. 김치 hết rồi. Thế à? Thế thì lát nữa em sẽ đi mua kim chi. Cho chị thử áo này cỡ M nhé. Chị ơi, cỡ M hết rồi, chỉ còn cỡ L thôi ạ. Cô ơi, bán cho cháu một chục trứng. Hết rồi. Chị ơi, hết cơm chưa? Hết rồi, chị ăn hết cơm rồi. Mẹ uống hết thuốc bổ chưa? Vẫn còn nhiều lắm, con đừng mua thêm nhé. Chúng ta đã cùng tìm hiểu về xong và hết. Bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về từ kết thúc. Xong, rằng hết 에 대해서 알아보셨어요. 지금은 kết thúc에 대해서 알아볼게요. Kết thúc diễn tả sự ngưng lại hoàn toàn của hành động. Kết thúc는 끝났다, 끝냈다 라는 뜻이에요. Chúng ta sẽ cùng xem ví dụ như sau. Buổi học sắp kết thúc chưa? Buổi học sắp kết thúc rồi. Anh thường kết thúc công việc lúc mấy giờ? Anh thường kết thúc công việc lúc 9 giờ. Kết thúc năm nay, em sẽ đi Hàn Quốc. Khi nào dự án này sẽ kết thúc? Dự án này sẽ kết thúc vào tháng 7. Kết thúc bộ phim ấy như thế nào? Kết thúc có hậu. Kỳ thi kết thúc chưa? Rồi à, em thi tuần trước rồi. Như vậy, chúng ta đã cùng tìm hiểu về xong, hết và kết thúc. Xong, hết, kết thúc. 에 대해서 다 아셨어요? 다 알아보셨어요? 지금은 어떤 차이점이 있는지 저와 함께 알아볼게요. Xong không dùng để nhấn mạnh về lượng mà nhấn mạnh về sự hoàn thành của hành động. Xong nên 양을 강조하는 게 아니고 행동의 완성을 강조할 때 사용하는 거예요. Hết dùng để nhấn mạnh về lượng. Hết는 양을 강조할 때 사용하는 거예요. Kết thúc không dùng để nhấn mạnh về lượng mà nhấn mạnh sự ngưng lại hoàn toàn của hành động. Kết thúc는 양을 강조하는 게 아니고 행동이 끝났다는 것을 강조할 때 사용하는 거예요. Mời các bạn xem ví dụ như sau, 예시 알아볼게요. Em ăn xong pizza rồi. Em ăn hết pizza rồi. Bữa ăn kết thúc rồi. Em làm xong bài kiểm tra rồi. Em làm hết bài kiểm tra rồi. Bài kiểm tra kết thúc rồi. Em xem xong bộ phim này rồi. Em xem hết bộ phim này rồi. Bộ phim này kết thúc rồi. 두 번째 차이점은 điểm khác nhau thứ hai giữa xong, hết và kết thúc chính là xong có thể được dùng với các động từ khác. Hết cũng có thể được dùng với các động từ khác, nhưng kết thúc thì không được dùng với các động từ khác. Xong 하고 hết는 다른 동사랑 같이 사용할 수 있는데 kết thúc는 다른 동사랑 같이 사용하지 않습니다. Em làm xong bài tập rồi. Em làm hết bài tập rồi. 근데 em kết thúc bài tập rồi 라고 하지 않습니다. Chị chuẩn bị xong đồ ăn rồi. Chị chuẩn bị hết đồ ăn rồi. 둘 다 사용할 수 있습니다. 근데
chị kết thúc chuẩn bị đồ ăn rồi, và cô Hà chị ăn nào. Em đọc xong sách này rồi. Em đọc hết sách này rồi. Em đọc hết sách này rồi. Nhìn mình chẳng thấy được sách hoa suy nhìn thế. Em kết thúc đọc sách này rồi. Đã cố hạ chỉ hạ sử dụng. Bây giờ chúng ta sẽ cùng thực hành làm bài luyện tập. Chỉ hôm nay chúng ta hãy kế nhớ sức mừng trẻ khả chi hay một kéo. Điền xong, hết hoặc kết thúc vào các câu sau để tạo thành câu thích hợp. Xong, hết, kết thúc. 중에서 하나 선택해 주셔서 빈칸에 채워 주세요. 1. Em dọn phòng chưa? Rồi. Em dọn phòng. Rồi. 2. Cô uống cốc nước cam này đi. Không thì phí lắm. 3. Cái này hạn chưa? Còn dùng được nữa không? 4. Em chưa? Sao lâu thế? Chị chờ em tí, em ra đây. 5. Anh sửa điện thoại chưa? Anh sửa rồi. Bao nhiêu tiền ạ? 100.000 đồng. Hội nghị này. Rồi. Mấy giờ thì họp? Hợp đồng. Vào khi nào? Hợp đồng. Vào tháng 12 năm nay. Hôm nay anh sẽ trả. Anh mới được tăng lương. Câu chuyện đã như vậy. Bao giờ thì em đọc? Chắc là ngày mai em sẽ. Quyển sách này dài quá. Chị chuẩn bị chưa? Bây giờ chúng ta xuất phát nhé. Sắp. Rồi. Em chờ tí nhé. Anh nói chuyện với giám đốc chưa? Chưa ạ. Chắc có chuyện quan trọng nên chưa. Em đồ ăn trong tủ lạnh chưa? Em vẫn còn nhiều ạ. Trận bóng đá đã. Kết quả là đội A chiến thắng. Hôm nay 영상 여기까지입니다. Xong, hết, kết thúc에 대해서 다 알아보셨어요. 어떠셨나요? 재미있게 보셨어요? 도움이 될 수 있으면 좋겠습니다. 더 궁금한 거 있으시면 댓글에도 달아주세요. 앞으로도 여러분 베트남어 쉽고 재미있게 공부하고 싶으시면 우리 유튜브 채널로 꼭 오세요. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video này. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. 다음 영상에서 만나요. Tạm biệt.